Nhìn cách phát triển của dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, chúng ta thấy rõ được một bước phát triển rất lớn của các phát minh, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ giúp thay đổi đời sống của con người như thế nào. Và vào ngày 20 tháng 12 tới đây, lễ trao giải Vim Future 2022 sẽ được diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những giải thưởng khoa học công nghệ thường niên có giá trị lớn trên thế giới nhằm tôn vinh sức mạnh của khoa học và công nghệ đột phá giúp tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên trái đất. Giải thưởng đã được trao bởi quỹ VinFuture ra mắt từ tháng 12 năm 2020. VinFuture là quỹ hoạt động phi lợi nhuận, mục tiêu cốt lõi là trao giải thưởng VinFuture, giải thưởng vinh danh những trí tuệ xuất chúng, những thành tựu khoa học công nghệ và phát minh có tiềm năng tạo ra sự thay đổi ý nghĩa trên quy mô toàn cầu, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho hàng triệu người trên khắp hành tinh. Hệ thống giải thưởng gồm có giải thưởng chính VinFuture Grand Prize trị giá 3 triệu đô la Mỹ, 3 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 đô la Mỹ, dành cho những nhà khoa học nữ, các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và các nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Ngoài ra, quỹ cũng tiến hành nhiều hoạt động để hiện thực hóa sứ mệnh của mình, như tài trợ các sự kiện học thuật, kết nối trí tuệ, hợp tác phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy giáo dục khoa học công nghệ, kỹ thuật, toán học STEM.